Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn. Sáng nay mấy anh em đi thăm mấy cái lộc ếch nha bạn. Lộc ếch mình đặt hồi chiều hôm qua. Nay mấy anh em tranh thủ đi thăm sớm nha bạn. Sớm mới kiếm ếch về sẵn chuyến mình bán nha bạn. Ở đây buổi sáng người ta đi cân ếch sớm lắm. Thôi cái đầu có là có lấy gì ra. Nay thăm về cái mình dồn chung với cái số ếch hôm trước mấy anh em dính thôi bạn. Còn rộng lại á. Mong là bữa nay cũng khá khá. Dồn hai cái lại mình cân cho người ta luôn. Để sáng mình thăm cái là người ta cân người ta đi qua. Rộng lại nữa sao? Ui. Có đó. Trên hai em. Dạ em. Bự. Hai con nha. Ôi rồi. Đi sao có con chết thì vậy? Con chết kìa. Này cái này con. Mà sao con chết? Con ăn cái bụng chà bá. Ăn quá chết thì. Con già. Ăn quá chết. Nút cái rô vô đâm con tử chết rồi. Chắc gì. Đang thăm ở đằng kia nha các bạn. Mình cứ thăm hướng bên đây. Đặt hôm qua cũng xăm mấy cái ạ. Xăm hai cái kìa, dẫn. Xăm hai cái rồi. Hả? Ngồi đặt xăm mấy cái, xăm bốn cái rồi. Đường cá, chạy hút luôn. Mấy anh em đặt ra nhiều, sáng ngày chia ra thăm cho nó mau. Nó kịp giờ về cân nha. Cái này không có à? Nó quất hả? Ừ. Ồ. Đâu? Cả lăng. Đây em cho con đây em cho con. Đây em cho con vậy nè. Ừ. Có già đó. Nhóc luôn nha các bạn. Năm con. Sáu con luôn. Sáu con gì nữa. Con cá này nó quay lại. Con xong. Cua tè. Cua hả? Bây giờ bơi một cua. Quá. Đố cua. Cua hả? Con cua nhỉ. Không ơi. Cái chạy dễ không? Nhảy. Nó chạy thêm hơi đó, chạy chạy chạy. Ồ, cái này sáng ếch rồi nè. Còn một không biết chết kìa. Cái ngỗ à. Không biết nhập, không biết kêu mà chết. Quá trời, ăn cái bụng này. Bụng chân ướt quá kìa. Cái nào mưa anh ta ngập không đâu. Không, hôm qua nước cũng vậy đó. Sẽ ngập người ta bơm ra. Tối mưa á. Nó bự. Nó bự ra. Trong thở này luôn. Nó buộc lại. Nó bị sức ra. Con rồi. Cái con bự tung ra. Bụng mất trời cái bụng mà. Sao chết ngắt chứ ngộ à.
À, tối đâu có mưa đâu. Tối chỗ mình không có mưa đâu, không có đây nữa sao. Đây thấy mưa nè. Sợ nước ngập nó bơm ra. Dấu lợp này cũng đâu ai bị ngập đâu, từ đó. Em để nó ăn no nó chết. Dấu lợp đâu bị ngập đâu. Ừ. Còn hả? Còn hả? Nó bự. Cái gì rồi. Chết trời bái, con nhỏ hay sống. Bây giờ chết biết nhiều. Không có bị ngập không gì hết trơn mà chết rồi. Không bị ngập không gì. Sao? Lương luôn hả? Lương luôn. Con vô luôn. Con ếch, con lương. Con ếch, một con lương. Nhỏ đó. Em con út già con ngủ chừng ơn sáng cầu rồi đã mưa kìa. Ừ, nghỉ dữ. Dạ. Ừ. Nhìn con không ta? Bên kia là làm. Con cái được con cái. Ớt này nghe tủm tủm. Vô. Ốc chi cua. Cái dở lên thấy nặng nặng tưởng cua hay ốc không. Con cái rồi. Cái này chạy nhiều nè. Cái nhóc trên cái không có con nào. Năm con. Dồn không sao. Dồn. Không, nếu mà nó ngập thì nó chết luôn mấy con này luôn chứ. Ừ. Mấy con bự nó chết luôn. Không. Mấy con cái nữa hết. Bữa nay lợp không cũng bị nhiều nha các bạn. Có cái này nó dính 4, 5 con, 5, 6 con. Có cái không có con nào. Này chết nghi, con nào á. Thiệt. Không có con nào luôn. Không có con nào luôn. Ồ, cái 4 con, không có nào. Rồi, à, mình với thông tới vỏ các bạn. Đen thăm bên đó cũng xong hết rồi kìa. Bên đen dính nhiều nha các bạn. Bên với thông, anh em thăm dính yếu quá. Giờ chuẩn bị chạy về mưa luôn rồi các bạn ơi. Rồi, mấy anh em về tới nhà nha các bạn. Bị nắm mưa quá trời luôn rồi. Mấy như chuột lột hết trơn. Rồi sẵn là mình đổ ra luôn, tranh thủ rồi mình vớt cái củ lên cái mình dồn lại. À, tí xíu nó chạy ngay cái thằng kia vô căng luôn ha. Lấy tiền dắt cô đang đi massage luôn cho vợ cô đang cắt cổ. Chị ta chơi hoài ta. Dễ hoài dễ bị đứng rung nè. Này dính yếu nha các bạn. Chuyến này từ đây tới Tết, cái mùa nước này mấy anh em có thu hoạch lai gai nha các bạn. Nên là mình đi săn bắt, mình cái nào mình bán được có tiền bỏ ống. Tết anh em chia nhau xà Tết nha các bạn.
nhảy ban ngày rồi còn nhảy luôn. Rồi ớt chết rồi chứ. Này Vĩnh chắc được phân nửa bữa hổm rồi ha. Tại qua nó nằm cái chú được rồi. Mấy hết chết bành bành không? Mình nói lớn. Cái thì chạy 5-6 con vậy đó, còn cái khác bên cũng có 1 con. Bên đây cũng có mấy cái 5-6 con, 5-6 con không? Cái 5-6 con, cái kế bên có con nào? Con cái lọc nào bị hư hết không? Nãy giờ quên đi. Máy đặt vô mồi kiểm tra. Nó bẻ lại cái đó nhớ chỗ nào. Rồi, cái này nè, đóng luôn nè. Có cái một con lẻ. Phải hai con ra 1 con á. Ừ, con bắt con. Nãy giờ đổ luôn, không nhớ được. Rồi cái hôm nó bỏ bẻ vô lại rồi nó quéo lại nó. Nó bị sức cụm dây á. Dây buộc vô cái hôm cái là nó dính đó. Xong rồi đó là mình lấy cái dưới hầm mình rộng ra luôn nha các bạn, cái dưới mùng á. À, bữa nay chắc kiếm 4-5 kg hả? 4-5 kg mà cái kia mình rộng bởi ấm dài chắc nó cũng hao hụt cái mấy ký rồi. Hao chứ không hao chết ngốc rồi. Mấy con ếch lợp này dễ chết lắm nha các bạn. Tại vì nó vô nó ăn á, nó ăn no á. Giờ mình rộng dễ chết lắm. Ếch cắm câu á thì nó để nó sống lâu. Ếch lợp là thua rồi. Này chắc cỡ 5-6 ký nha các bạn. Bữa nay thua này kia mình lưng văng mấy bạn. Rồi mình cần thử nhá cái này cái như vậy rồi mình nghĩ chắc cỡ 5-6 kg vậy. 5 kg trở lại rồi tới 5 kg tại vì đất không được lớn thì cũng nặng ra nặng đó 6 kg đó bên đây kẹt đó bự luôn ha hết tiền nó bự nè có con lớn nè 6 kg nó mồi nữa đây nhảy cua cũng nhiều nữa đó cua đủ người canh luôn. Đó lên căn thử nha các bạn. Rồi mình lấy hai bầu cua ăn cá nhiêu? 6 kg. 5,5 kg. Lúc luôn. 7 kg luôn các bạn ơi. Trừ cái này ra cho còn 6,5 kg đi. Trời ơi. Ôi, coi gì. Giờ nó ít. Rồi còn nó 3 con chết nè. 3 bự nữa. Ở đây nó ít nhưng mà nó bự. Hôm nay cũng được 6 kg mấy nha các bạn. Nó mấy giờ cái củ của mình lên chứ. Cái củ của mình lên không biết còn được 7 kg không á. Mấy giá chờ được nhiêu này thôi. Giá được nhiêu này thôi chứ đừng nhiều. 6,5 kg nữa thôi ha. Ừ. Nó không thả xuống gần 10 kg nha các bạn. Để bắt lại chừng ký. Nhà ký mà bắt lại chắc cỡ ký mấy đây bắt ít lớn ha. Dạ. Cỡ 1,5 kg gì đó. Cho hao hụt này kia nữa đi chắc cũng còn phải 6 kg. 6-7 kg. Tự nhiên không buồn. Lỡ một rồi. Đây ruộng nó bùng lên luôn rồi nha các bạn. Con rắn của mình nó bị chui ra hầm mất tiêu rồi. Đợi đợt rồi nước nó ngập. Nó chui đường miệng ra. Rồi ơi ớt nó chết kìa.
cái gì rộng loại nó hao hụt, ớt này nuôi cũng không được thôi. 10 con chắc sống 5 con biết được không, cân này biết thử rộng này biết rồi, bữa hổm nay gần 10 kg đó, cho 9 kg đi, 9 kg giờ chắc còn 5 kg quá, biết được không, nó thấy ít gì rồi. Cái bát gà này màu căng biết chuyện yếu rồi. Coi ở trong này còn cá nữa. Nè, dễ ăn đi. Quá tệ rồi. Cậu nó đi, mà đi thôi được rồi đi. Cái đường nào đi nữa. Chết. Chết rồi ha. Thả vô 9 kg. Lấy 4 kg hả? 4 kg rưỡi à? 4 kg. Không được 4 kg rưỡi nữa hả? Ngồi thấy căng nước liền. Thấy ít quá rồi đó. Đi ra nó nhả mồi lại bớt nữa. Ừ. Lúc mình đặt về cái đó ăn bụng no nóc. Thì 9 kg còn 4 kg biết được không hả? Qua nó chết một số thấy ngoài nữa. Qua thấy có mười mấy con không mà. Chú ơi. Hả? Mẹ chú ơi. Mẹ còn trong đó kìa. Này mới bắt mấy con ở dưới dèo lên luôn nha các bạn. Ủa có căng đó rồi. Ủa căng bự nè, căng nhỏ nó căng sâu hết. Ủa. Đánh giờ nè. À, ít nhỏ nhỏ nhiều lắm. Bắt lên đi. 200 nha, bắt lên. Đúng rồi chứ. Ít nhỏ lửa, chừng ký lô gì. Khỉ á, ít nhỏ nhiều á. Đây làm gì có con khỉ. Ít, một quỷ là khỉ. Đặt súng dữ gì đó hả trời. Mới thăm về cái chát. Sao bác kêu 7 giờ, bây giờ anh đâu có đợi được. Không hỏi 7 giờ đợi được không nữa không? Dạ. Ở đi căng giờ bác căng nhà con trẻ dữ lắm. Dữ lắm hả? Bắt tiếp, không. Con nào hết thì chưng bắt đi. Thì có con nào hết đâu, con nào hết. Không phải, nó nhỏ nhỏ gì đừng bắt. 80 gram bắt nữa không? Mấy lúc trước không biết mua bắt về với đi ra. Con hết mình rồi bắt hai con nhái bỏ lại ha. Không phải, ý là ít lớn á. Bắt cái dạng lớn. Nãy giờ không có gần gì, bây giờ biết rồi. Sao biết sớm vậy? Biết trễ em xíu, à biết. Sáng thì cái trời mới được cho con ta mà ha. Ở đây đi căng nhớ mà, đi căng vòng vòng ở mấy cái đoạn kinh này. Người dân người ta đi đọc lợp hoặc là cá, hình như cá lươn rồi luôn. Đỡ sáng nhiều. Ừ, đó, nhà. Đó. À, 3 kg 9. Bữa nay của anh ít ít lớn nhiều. Nhưng bắt thì nó bắt thấy đó nha. Ít lớn thì ít nhỏ chị, thả ra đi. Em bắt chị yên tâm đi. Chị mà căng lỗ em đây cũng đâu được vui đâu. Không hả? Chị không nói chuyện lỗ mà. Cũng đau lắm chứ mà nếu mà em bắt không không thiệt tình quá thì cũng hạt cho em. Chị thấy không mưa gió cũng lạnh lắm. Ừ, có nên chứ biết lạnh à, chỉ đâu lạnh không. Mà nó mưa lạnh gì trời. Ừ. Mưa nó muốn bắt luôn nè, thấy không? Ê, con ấy ra định bắt con lên. Con nào? Con trên tay nhỏ à. Cái đùi bự hơn đùi nữa nè. Mày lớn này chơi nhỏ gì nè. Thích nâu, nó mà cãi thôi mà. Mày nâu nhẹ thấy không? Cãi nó ăn bụng nó thấy bự á.
con đó. Rồi để lại nhỏ làm gì đây? Căng nó nhỏ vậy? Căng luôn. À căng luôn hả? Rồi rồi, dĩ được rồi. Ủa, dĩ được rồi. Đến nãy giờ không căng rồi, đang đi thả luôn rồi. Không căng của em thả quá. 2 ký nhỉnh này cái như này. 2 ký mấy vậy? 2 ký 3. Rồi. Khoảng 2 thành ra. Cái đó là ít nhỏ đó ha. Nhỏ mới riêng cho. Không có bỏ ra một sợi. Rửa chết mua không? Mua gì là mắm, mắm hết. Mấy cái mốt đặt lỡ có bị ngập thì cái chết bữa nay anh hai có làm không? Nè làm cái chưa chưa về ăn cháo mà bữa thấy quay thấy nhìn thấy ngon quá nãy kêu quanh làm thử đi. Anh là nhá nhỏ quá thân khởi lắm nha. Con mới nó đâu có lượt được đâu, bán cho nó ăn mà. Rồi con nào? Ít nhỏ hả? Ít nhỏ này là 1 ký như em. À, em căng người ta thì 35 mà tại vì căng đây mới mà ăn cho 4 được. Còn ở đây thì chưa có phải mới chắc chừng 25 ngàn hả? Rồi mới gì mới ký 1, cái nhà cây kia mới ký 1 hết. Ừ. Nhà sắt này kia kia mới thì được. Nông 1. Nhà tường thì mới chơi mối được chứ. Nhà cây này mối là một phát. Anh buộc cái rút hay vậy? Có. Buộc ấy, buộc cái kiểu buộc lúa em mới dễ tháo. Hồi nãy 2 ký mấy qua này? 2 ký 3. Cái này mấy ký coi vô. Anh quá như cái rồi trời. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Bởi vì tới giờ chưa có dạ là phải vậy đó. Đúng rồi đó. Chính xác luôn. 4 ký 3 nữa. 4 ký 3. Còn đây 2 ký. 2 ký ít nhỏ nha các bạn. Con này ít lớn. 7 ký rưỡi trừ cái bao 300 gram ướp á. 7 ký 2. Bao khô thôi. Rồi anh hai cắt khỏi giùm em đi nè. Cắt bự lên ký nhiêu? 5-7 ngàn. Chẳng 60 luôn đi chứ chị có 3 ngàn nữa. Lúc trước chị mua 60-70. Rồi đi tại mối đó ha. Đây bột kìa, ông bột kìa trời. Ông này tôi đi căng đồ không thấy cực khổ. Ít lớn là 57 ngàn ký nha các bạn. Ít nhỏ thì hồi nãy em nói nhiêu? Ít nhỏ 40 hả? 40. Để ngoài luôn cái gì? Anh để đi rồi chắc luôn mình men luôn. Vậy là nãy còn 7 ký 2 ít lớn đúng không? 57 410 ngàn. Cái kia 2 ký hả? Kia 2 ký 3, 2 ký 2 ký 80 ngàn nữa. 80 ngàn 409. Giữ ta. Giữ mất mắm chứ. Rồi xong nha các bạn. Tổng cộng mình bán tiền ếch được 490k. Thì ếch của mình rộng lại nó hao hụt quá trời nhiều luôn rồi. Đây. Bữa nay mấy anh em đặt không là được 6 ký gần 6 ký rưỡi rồi đó. Đúng không? Hồi nãy là cân 6 ký 9 là mình trừ này kia cho 6 ký rưỡi, cho 6 ký đi. 6 ký mà mình tổng cộng ếch mình cân hết là có 9 ký đô 2 à. Đúng không? Mình bỏ con ít nhiêu rồi còn có 3 ký mấy à? Tại mình chờ lại 1 ký nữa chị. Phải rồi. Quên. Nãy mình còn chừa lại chắc khoảng 1 ký ngoài, ít lớn nha các bạn. Rồi, buổi trưa này có khách vô chơi các bạn. Ở đây trong thùng nè, mình chừa lại chắc khoảng 1 ký mấy, 1 ký rưỡi ít lớn à. Rồi xong hết nha các bạn. Buổi sáng hôm rồi mình dùng được 2 bữa bán được 490 cũng như 500 nha các bạn. 500k. Rồi mình rộng lại với ít mình chừa ăn nữa. Mình ăn 2 chập rồi phải không? 2 chập rồi. Rồi mình rộng lại chứ như không bữa nay không là tổng cộng cho 6 ký đi. 6 ký thì cũng được 6 cũng 300 mấy à ha. 300 mấy ngàn. 300 mấy rồi tính ít nhỏ này kia cho 300 ngàn thôi. Như buổi sáng này được 300. Còn ếch kia mình rộng lại cả đống luôn, cuộc có được có 200 á. Bữa trước 11 ký bán ra rồi. Bữa đó tại vì biết sao. Mấy này phải thăm sớm từ giá 3 giờ mấy 4 giờ sáng các bạn. Sáng mình đi 4 giờ sáng mà còn về không kịp nữa. Về không kịp bán nữa tại sáng 6 giờ người ta căng rồi. Mấy anh em đi đặt hơi xa đó rồi cho nên là thăm 2 tiếng hồ không kịp đâu.
cho nên về hồi nãy nó chạy hút rồi chạy theo kêu nó bạn, chứ không thôi là rộng lại nữa mơi còn sát không. Thôi video đi thăm lụp ếch với mấy anh em thu hoạch bán ếch đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Rồi về đi. Giùm anh chút đi. Còn tiền này mấy anh em bỏ ống nha các bạn. Từ đây tới Tết mùa nước này bán là ra có gì bán nấy, tới Tết chắc cũng kiếm được thằng chừng cây hai ha. Cây hai. Chắc là cây hai đó. Dư đêm không biết.